Các bạn vào trang myqaemzine.com để tải về. Nhấn vào download. Nhấn vào download Free SDK. Rồi, tiếp tục chúng ta nhấn vào đây để download tải về. Đây, sau khi chúng ta download tải về thì chúng ta tiến hành giải lén ra. Giải lén ra. Ví dụ mình giải lén vào ổ D. Tiếp tục chúng ta dùng hệ điều hành 64 bit thì chúng ta vào đây. Vào bin 64 bit hoặc dùng 32 bit thì các bạn vào thư mục bin 32 bit. Rồi mình dùng Win 64 bit. Đây, chúng ta chạy file này lên. Mình gửi ra ngoài desktop. Ra ngoài này. Mình tiến hành bật lên. Cho phép. Rồi. Vậy là chúng ta đã bật lên. Xong phần là cài đặt và chạy qua engine. Khi cài đặt qua engine thì các bạn vào phần trang chủ để đăng ký Eric, đăng ký tên thì mới dùng được. Giờ đến lượt chúng ta sẽ cài plugin. Ta sẽ kích vào đây để cài tự động. Rồi. Còn trước khi chúng ta cài thì chúng ta chạy cái này lên. Can. Chọn cái ổ. Chọn ổ chúng ta giải nén. Ok. Select. What? Xong. Đã cài plugin cho các phần mềm khác. Ở đây mình dùng bài lên Mac Mea các bạn cài nhé. Không có XNOMO. Select. Xong. Trên bản này nó bị lỗi nên là dùng cho hệ điều hành 64 bit nó hay bị lỗi không cài được plugin, thì các bạn download cái bản fix này về fix lỗi. Ta giải lén đó. Đây, như mình đã giải lén đây, copy. Vào thư mục này rc chép đè đây lên 64 copy chép đè vào cái ồ
xếp đều vào đây nhá. Xếp cả cái thư mục này. Xong. Giờ chúng ta chạy lại cái setting manager. Đấy, đã xong. Can select